chào quý vị, tôi là Joe Đỗ Vinh, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay rất hân hạnh được hai người khách mời, thay vì như những chương trình trước chúng ta chỉ có một. Hai vị khách mời này là hai ứng cử viên cũng là những người từng giữ chức vụ, bà Young Kim và ông David Clifford. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng người với quý vị trong đề tài hôm nay, không chỉ giới hạn trong vấn đề chính trị hay bầu cử, nhưng mà còn phải nói thêm rộng lớn lên vấn đề thời sự cũng như những vấn đề quan trọng cần phải quan tâm trong cộng đồng chúng ta hôm nay. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bà Young Kim, từng là dân biểu tiểu bang và hiện nay tranh cử vào chức dân biểu liên bang địa hạt 39, là hiện nay do ông Ed Royce, ông dân biểu liên bang của chúng ta lâu năm đã về hưu. Và ông David Clifford sẽ là tranh cử vào dân biểu liên bang địa hạt 47. Xin quý vị ghi nhận là, và ông sẽ nói thêm quý vị biết là những thành phố nào. Cả hai địa hạt này đều có rất là đông người Việt chúng ta, và chúng ta rất ưa cần thiết những người rất là có tâm phục vụ cộng đồng chúng ta và cũng lại có nhiều kinh nghiệm và gắn bó với cộng đồng chúng ta trong nhiều năm. Dĩ nhiên chúng ta lúc nào cũng mong muốn có những dân cử gốc Việt đại diện cho chúng ta, nhưng bên cạnh những dân cử gốc Việt đó, chúng ta cũng phải có những dân cử dòng chính đại diện tiếng nói của chúng ta và quyền lợi chúng ta, tranh đấu cho chúng ta, mang lại những phúc lợi cho cộng đồng và cư dân gốc Việt chúng ta. Thì đó là đề tài hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị. Hoan nghênh hai vị khách, bà Young Kim và ông David Clifford. Welcome, Young Kim and David. We have introduced you as people who are well known in the community. You have been active. You have a mind and heart in community service. You've been a friend to our community. In the case of Ms. Young Kim, she's held public office, and we welcome her as a potential congresswoman who will be in the district where Congressman Ed Royce had served us so well for many decades now. And you as a newcomer, but also in a very important community. And let's start with Ms. Kim. Can you tell us which cities you will be representing? Sure. The 39th Congressional District I'm running to represent includes three counties. 60% of the district is in Orange County. That includes the cities of Buena Park, Fullerton, La Habra, Brea, Placentia, and Yorba Linda. And 30% of the district is in LA County, representing the cities of Diamond Bar, Walnut, Hacienda Heights, Roland Heights, and La Habra Heights. And 10% is in San Bernardino County, the city of Chino Hills, all of it. Vâng, thưa quý vị, bà Young Kim sẽ tranh cử cho địa hạt 39. Trong địa hạt đó nó có 3 quận, quận Orange County của chúng ta, quận Los Angeles County và một phần của quận San Bernardino. Thì 60% là ở cái hướng bắc của cái quận Cam của chúng ta, những thành phố bà có nêu tên ra đó, và Los Angeles thì 30%, còn lại 10% là bên San Bernardino. Thì quý vị biết có Chino Hills là một cái thành phố tương đối lớn và càng có nhiều người Việt Nam và Á Châu đang cư ngụ ở tại đó. And your district, David? My district is actually pretty much cut right in half by the dividing line of Los Angeles County and Orange County. It's all of Long Beach. It's Los Alamitos, Rossmore, Cypress, Stanton, a large majority of Westminster, a good portion of Garden Grove, also includes small areas of Buena Park and Lakewood, but it also includes Catalina Island as well. Vâng, địa hạt 47 của ông David Clifford thì nó chia ra giữa quận Cam và quận Los Angeles, có nhiều thành phố mà cư dân chúng ta ở đó, và cũng Rossmore, Los Alamitos, Catalina, và bên này thì quý vị thấy cũng một phần Buena Park cũng là một phần của bên địa hạt của bà Young Kim. Thì quý vị thấy rằng đây là những cái cộng đồng rất là gần gũi với chúng ta, mà là những cái biên giới của Little Sài Gòn chúng ta, và chúng ta cần cái tiếng nói của những người dòng chính đại diện cho chúng ta ở những khu vực đó nữa. So let's go back to Ms. Kim. Having served in the congressional office of Congressman Ed Royce,
Can you tell me your experience in that office and what has been your experience as an elected state assemblywoman? Sure. I've worked with Congressman Ed Royce for 23 years together. 2 years in the state Senate, and then he was elected to Congress. So I continued on to serve with him as a key liaison to his congressional district over the years. And I also served as an interlocutor on U.S.-Asia relations, helping his work on the Committee on Foreign Affairs Committee. That has been a tremendous opportunity for me to understand the issues of the district, and being a key liaison to the communities has put me in contact with the constituents that we represent. So from working on casework related, handling immigration issues, visa issues, to helping them with the social security issues, welfare issues, all kinds of things, you name it, I feel like I have been prepared to run for 39th district at some point. I just didn't think that opportunity would come this quickly. And then I went on to serve in the California State Assembly with the election in 2014. And that was a tremendous opportunity because my election not only broke the two-thirds of the super majority mm-hmm. held by the Democratic Party, it actually brought some balance in Sacramento. And I worked as a fiscally responsible voice of reason in Sacramento. And that gave me a tremendous opportunity to not only understand the congressional federal issues, but at the same time, the state issues. So I think I can fairly comfortably say I am very uniquely qualified to be a representative to run for the 39th district. Yes, thank you, Ms. Kim. Chúng tôi hỏi bà Dân Kim về kinh nghiệm của bà ấy trong cái chức vụ là một cái nhân viên trong văn phòng của ông dân biểu liên bang Ed Royce. Bà ấy được phục vụ trong tư cách nhân viên và cộng tác với ông dân biểu liên bang Ed Royce ít nhất là 23 năm, thưa quý vị. Trước đó ông Ed Royce là thượng nghị sĩ của tiểu bang California và sau 2 năm thì ông đã được bầu cử vào chức vụ dân biểu liên bang và ông phục vụ ở đó 22 năm. Thì bà Dân Kim đã từng trải tất cả những kinh nghiệm trong văn phòng của dân biểu liên bang Ed Royce, trong đó bà cũng là một tùy viên là làm việc trong những cái bang gọi là Foreign Affairs, coi về những cái quan hệ ngoại giao, và những cái qua những quan hệ đó bà đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhiều bang cũng như kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề liên hệ quốc tế của Hoa Kỳ và trong cái những cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ bà rất là thân quen. Cũng như sau này năm 2014 bà đã được bầu vào chức dân biểu tiểu bang State Assembly, giống như chúng ta có ông dân biểu Trần Thái Văn đó, thì bà Dân Kim cũng là một dân biểu tiểu bang của chúng ta và bà đã là một trong những người là thăng bằng lại cái quyền lực, cán cân quyền lực giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mà Dân Chủ không còn cái 2/3 đa phiếu là nhờ có những phiếu của những người bên Cộng Hòa như bà đã thăng bằng được cái cán cân quyền lực đó, và nó giúp rất nhiều trong cái vấn đề chính sách và trong vấn đề luật lệ, những đạo luật của tiểu bang đưa ra. Thì đó là những cái đóng góp của bà trong thời gian qua. Thank you, and we want to also touch on Mr. David Clifford's experience. Sure. In campaigning, in working with other electeds, and how did you come to decide to run this time? Well, being a small business owner, Joe, I kind of got a unique understanding of how difficult it is for the middle class to strike out on their own. And running my business for the last 10 years, it really gave me an understanding of all of the ways that government is actually in your way to strike out on your own and become independent. And for me, I truly believe that you can't really have freedom unless you have true economic freedom. And the best way to do that is become a small business owner. And so for myself, when I saw how difficult it was for myself and people of my generation to be able to strike out on their own, as most people know, right now it's more difficult than it ever has been in the history of this country to start a small business. And we need to start electing officials that understand, intimately understand, how difficult it is for the middle class to sit out and actually start a business. Thưa quý vị, ông David Clifford đã tranh cử cho địa hạt 47, là địa hạt hiện tại là dân biểu liên bang Alan Lowenthal đang giữ chức vụ và tái tranh cử. Tuy nhiên, ông David Clifford, một người trẻ với kinh nghiệm trong những cái vấn đề business, vì ông là một chủ nhân của một tiểu thương mại, và qua kinh nghiệm điều hành cái business của ông hiểu rằng cái vấn đề kinh tế rất ư là quan trọng. Để bảo vệ những cái quyền tự do của chúng ta phải có một cái kinh tế vững mạnh và
vì những cái sự quan tâm đối với vấn đề kinh tế và đối với những vấn đề business, kinh doanh của các cử tri trong địa hạt của ông. Ông đã quyết định sẽ ra tranh cử chức vụ dân biểu liên bang. Back to Ms. Kim, you've talked about your experience as a liaison, as an interlocutor in foreign affairs and working with other Asia-Pacific committees and people. Can you tell us in a broader sense, as a congresswoman, how can you affect some foreign policy? How can you carry our voice? Because our community is very concerned right now with developments with North and South Korea. We see the opportunities for peace and prosperity, but we also see the challenges and the threats from that parts of the world. And being from that parts of the world, we're very concerned about what's going on there and how your voice can help in Congress and in shaping foreign policy, particularly in Asia and the Pacific. And precisely why we need a voice that can represent the Asian American community. The 39th Congressional District is very diverse. And I know that after having worked in the district alongside Congressman Ed Royce, we have worked on a lot of the issues that define U.S.-Asia relations. What's happening in North and South Korea in the Korean Peninsula is on everybody's mind right now. And first of all, the meeting of the two leaders in North and South, I attribute that to the decisive leadership of our current president, Donald Trump. Whether you call it a bluff or what, his leadership has caused the two leaders in the Korea Peninsula to come together and start a dialogue. It is a step in the right direction, and I never thought as a Korean American, having born and raised in South Korea, immigrated to the United States, working with the chairman of the Foreign Affairs Committee, having had the opportunity to address these issues through the 1992 agreed framework, trying to bring North Korea to stop the weapons of mass destruction programs. We have failed over and over and again. We have made North America a nuclear state, and we have to come to understand and recognize that. But at the same time, today, we are seeing the historic meetings of the twos, and we have an upcoming meeting with North Korea's Kim Jong-un and our President Trump about to take place in the next week or two. That is going to make history again. However, there is some caution. Having worked on those issues and having had the opportunity to deal with the six-party discussions, there is a famous word by President Ronald Reagan, who famously said, trust but verify. The actions of the North Korean leader has proven that his regime was not to be trusted. For the very reason, we need to make sure that we go with the dialogue, have the conversation, but we have to verify whether he's sincere or not. And I think that upcoming summit between the leaders will give us that glimmer of hope, whether it is going in the right direction or not. And there's still a lot of work to do, and we definitely need an Asian American voice in Congress and in our government. And I want to be that voice. And again, not only because I've worked on those issues before, but after Congressman Ed Royce leaves the office and put down the gavel as chairman of the Foreign Affairs Committee, you really need someone who can represent this area. We have a lot of Vietnamese Americans and Asian Americans living in this area in Southern California, Orange County. We need a representative who understands and can be that voice. Thank you, Young. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về kinh nghiệm của bà trong chức vụ là nhân viên và tùy viên của văn phòng ông dân biểu liên bang Ed Royce. Qua ít nhất là hai thập niên, bà ấy đã làm việc với cái Foreign Affairs Committee, là cái ủy ban quan hệ quốc tế mà ông dân biểu Ed Royce là chủ tịch của cái ủy ban đó, rất ư là quan trọng trong vấn đề chính sách ngoại giao. Và riêng về vấn đề Nam Hàn và Bắc Hàn thì chúng ta thấy rằng ít nhiều gì nữa cũng do sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã hướng dẫn dư luận cũng như là cái áp lực quốc tế. Nam Bắc Hàn phải ngồi lại với nhau, hai lãnh tụ của hai nước đó đã ngồi lại với nhau, là một cái tiến triển đầy hy vọng cho chúng ta. Nhưng mà bà Dân Kim là một người sinh trưởng ở Nam Hàn và lớn lên ở đó. Bà ấy làm việc với văn phòng dân biểu liên bang Ed Royce, và bà có những cái tầm nhìn cũng như cái tiếng nói đặc biệt đại diện cho những người Mỹ gốc Á Châu như chúng ta.
chúng ta rất ưu cần cái tiếng nói đó ở Tòa Bạch Ốc và ở Quốc hội để chúng ta theo dõi và ảnh hưởng được cái chính sách ngoại giao, đặc biệt với vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Và rất cần thiết những người dân cử có kinh nghiệm và có kiến thức để làm việc không chỉ là thay thế ông thượng nghị sĩ, ông dân biểu liên bang Ed Royce trong chức vụ chủ tịch của ủy ban ngoại giao đó, nhưng mà còn là về những cái chính sách khác liên quan tới Á Châu, Thái Bình Dương mà chúng ta rất cần sự đại diện và cái tiếng nói. We absolutely agree with you. We have a lot of constituents here in Little Saigon that are very supportive of Congressman Ed Royce. Mm-hmm. Has always been over the years, has looked to him for leadership, and we are concerned, right, with his retirement, that somebody of his caliber or of his experience could able to step in and take that gavel. So we look for new leadership, but also experienced leadership. So that's something we hope to bring out. Cho những quý vị quan khách, chúng tôi muốn dịch lại là bà Giang Kim có nhiều kinh nghiệm và bà ấy mong muốn tiếp nối những cái công việc mà ông Ed Royce đã thực hiện được, và cũng như bảo vệ quyền lợi và đại diện tiếng nói của chúng ta ở Quốc hội là một cái điều rất ưu lực quan trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi ông David Clifford về cái địa hạt của ông và những kinh nghiệm của ông trong địa hạt đó. Back to David, we want to know what your experience has been in your district. As you know, it's a very diverse district. You're born and raised in Long Beach, so you know your communities very well. Yep. You know it's very diverse, and it's there's a lot of challenges to represent such a diverse community, and there are certain issues, human rights, international issues, as well as local issues. Can you tell us what are some of those issues that you're running on and that you hope to contribute as a elected? Of course, yeah, and within a lot of the citizens within my district, as you know, Long Beach is one of the most diverse cities in the country. And so there's human rights issues that happen in almost all of these home countries. And as a congressman, we would always have to work and do our best to press these countries to make sure that they aren't violating people's human rights, and especially in countries like North Korea, where you have, you know, ridiculous amounts of human rights abuses. And so the way that the president came from a position of strength and worked with, pressuring North Korea to get them to come to the table, I thought was a very good approach. And I would absolutely support the president in almost all of those scenarios where he would be coming from a position of power to be able to negotiate with these foreign countries. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta cũng như các cử tri quan tâm. Những người sẽ bỏ phiếu cho ông David Clifford trong địa hạt 47, thì tất nhiên chúng ta lúc nào cũng quan tâm tới vấn đề nhân quyền và tôn trọng nhân quyền, cũng như Tổng thống Donald Trump phải dùng cái sức mạnh để áp lực các nước vi phạm nhân quyền phải tuân thủ theo những cái điều kiện quốc tế, cũng như bà Giang Kim có nhắc cái câu nói của ông Ronald Reagan, Tổng thống Ronald Reagan, đó là tin tưởng nhưng mà phải kiểm chứng, tin tưởng nhưng kiểm chứng, mà có khi là không tin tưởng, phải kiểm chứng thôi. Thì đó là những cái chính sách mà đối ngoại cần phải cứng rắn, và ông David Clifford cũng quen biết nhiều ở cộng đồng chúng ta. In your community, you come down to the other businesses, like the Cambodian community, the Vietnamese, mm-hmm. and you know that economy is always a big concern. So how are you going to help contribute to revitalizing or energizing our communities in terms of business? What are some of your issues that you want? Well, like I said before, it's incredibly difficult to start a business. It's very expensive. The hurdles are one after the other. And every time it seems like you're just getting to the point of breaking out, the government steps in and has got something else. So I would always work to help make it easier for every single person to start a small business. As of right now, occupational licensing is growing exponentially into completely different industries that it's never been in before. And all that does is it makes it more and more difficult for the middle and lower class to break out into these industries. And so, especially with opening up a business, when you have an industry like construction that I work in, I own a plumbing company, occupational licensing has tripled within the last decade. So, and those types of policies just make it more difficult for your everyday average American to strike out on their own. I would propose bills that would make it incredibly easy for your everyday average American to open up a business, especially a sole proprietor with no employees. There are still so many regulations that are on top of a sole proprietor that don't have any employees that
coincide with other major corporations, and it's just unfair that you have your everyday average American citizen having to battle up against the exact same regulations and occupational licensing that major corporations have. So as an elected congressman, I would always fight for bills that makes it easier for the average American to strike out on their own and become efficient. Great. Thank you, David. Chúng tôi xin dịch lược lại những cái gì ông David Clifford trả lời. Ông là một chủ nhân của một cái tiểu thương mại, một cái công ty kinh doanh về ngành xây dựng, construction, và ông rất là quan ngại là tất cả những cái luật lệ và những cái tiền môn bài, tiền giấy phép, những cái tiền mà người dân phải đóng để mở một cái business từ cấp nhỏ để mà phát triển kinh doanh cho gia đình và cho cộng đồng, thì nó rất là khó khăn khi các những cái luật lệ nó và tất cả những cái giấy phép rồi tiền tốn kém nó đối xử với những người tiểu thương mại giống như là họ là một cái công ty lớn, thì nó rất là bất lợi và rất là bất công. Vì vậy cho nên ông tranh cử là để có chức vụ là ông sẽ đưa ra ủng hộ những cái đạo luật để mà dễ dãi hơn và để là tạo điều kiện hơn cho những tiểu thương mại và những doanh gia có thể thành lập những công ty nhỏ và có thể phát triển mà không bị những cái luật lệ và những cái tiền chi phí tốn kém rất là khó khăn. Đó là những điều ông mong muốn để tranh đấu cho chúng ta, đặc biệt là cho thành phần trung lưu, những thành phần tiểu thương mại, những thành phần kinh tế nhỏ mà đang bị nhiều cái bất lợi với luật lệ và các thứ. Thank you for your answers, and I completely agree with you on those points. Thưa bà Giang Kim, chúng tôi muốn hỏi bà là về trong các ứng cử viên, đó có 17 ứng cử viên làm quý vị cho chức vụ địa hạt 47 dân biểu liên bang. Bà là người xuất sắc nhất và được đề cử cũng như là tín nhiệm bởi các cựu dân cử và nhiều thành phần trong các cấp. Tuy nhiên, bà có tới 16 đối thủ. Thành ra chúng tôi sẽ hỏi bà ấy là sự khác biệt giữa bà và các đối thủ. I want to distinguish you a little bit from the field because I just told the audience yes. that your district is a big district and you have 16 candidates yeah. that is on the ballot in June. That you need to distinguish from their agendas, and what do you bring to the table that they may not have, or that would be of more preference for us, so that we can get behind your campaign. Sure, you're right. It's a field of 17 candidates, so it is a jungle primary. Mm-hmm. I think my immigrant story, and having worked in the district. Having raised my children, this is my home. This is where I am deeply rooted in the district. Not only that, I have represented that area, not only as a congressional staff working on all issues. However, I also went on to serve in the California State Assembly. I know the issues that people care about. This is a very diverse district, which make up about one-third Asian American in the district. Along the 60 freeway alone, we have every day 30,000 truckload of goods being transported from Los Angeles, San Pedro ports down to the rest of the Southern California. This region relies heavily on trade. This region is a negative, I mean, it's automatically an attractive place for tourism because we have Disneyland, we have Knott's Berry Farm, and that depends on hospitality industry as well. So all of these are really, really important to rely on trade. And I've been a very pro-trade legislator, and I've supported free trade agreements. And one of the free trade agreements that I was able to work on as a key liaison on these issues was the U.S.-Korea free trade agreements. And I've seen the positive impacts. And when I was elected to the State Assembly, my first order of business was to travel to Asia. And I wanted to bring the jobs based on the bilateral trade agreements we have. We actually have CJ Foods in our district in Fullerton. Now, the next year when I went back, I wanted to bring them, telling them about how great our district is so they can expand on their businesses. And so we're taking advantage of all these experiences and the connection that I have developed over the years. These are the things that people are looking for. Someone who understands the district, what is important for them. As a state assembly member, I also worked on a tuition freeze legislation. That was my first bill I introduced because not only because I was a mom of four children that went to public school system, but I
it was really important when in 2012, when voters passed Prop 30, raising sales taxes to have enough funds so that we don't raise tuitions at UCs and CSUs. Before even I was sworn into the office in 2014, there was an announcement by UC Regents President Jenny Napolitano, who said, we're going to raise 25% tuition. I remember that. And I said, that is not right. Mm-hmm. You made a promise to the voters, you have to keep it. Mm-hmm. I introduced a bill to freeze that tuition. It didn't get out in the committee because it was done on a partisan level. They killed it. Mm-hmm. But you know what? I also served on the budget committee. I found a way to make it work. So the 2 years that I served, we didn't have any tuition increase at those times. These are the important, because I'm going to be a pro-business, pro-education, pro-national security person, as I did in the State Assembly. Those are the experiences I think that's going to set me apart from the rest of the field of 17 candidates. Thank you very much. That's exactly the issues that we want to concentrate and remind our audience. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là bà Dân Kim từng là dân biểu tiểu bang của chúng ta, và trong 2 năm bà ngồi ở Quốc hội tiểu bang đã có nhiều thành tích, đặc biệt là làm việc trong cái ngân sách và ngăn chặn cái sự gia tăng của tiền học phí của các trường CSU. Quý vị biết UC, những hệ thống đó thì các nhà điều hành các hệ thống trường đại học đó họ muốn tăng lên cái tiền học phí, dẫu rằng có cái Proposition 30 đã đóng thuế trên tài sản và sales tax để mà có tiền mà không có tăng lên cái tiền học phí, nhưng mà vẫn có phải tăng lên. Thì đó, bà đã tranh đấu không những trong những cái vấn đề mậu dịch, mà bà là một cái người rất là ủng hộ những chính sách mậu dịch tự do, chẳng hạn như US Korea Free Trade, thì bà có qua bên Á Châu, Thái Bình Dương để làm việc, để đem những cái công ty như là CJ Foods, quý vị thấy những cái CJ Foods nó chạy trên đường xá đó, là những cái công ty mà chúng ta muốn cho họ có nhiều thêm, phát triển thêm những cái kinh doanh, những cái doanh nghiệp tại quận Cam chúng ta và những thành phố bà sẽ đại diện, là dọc cái hành lang xa lộ 60 đó. Thưa quý vị, quý vị thấy xa lộ 60 nó chạy xuyên suốt từ bên Los Angeles qua bên tới San Bernardino, và đó là những cái thành phố mà dọc cái hành lang đó. Và cái vấn đề mậu dịch rất là quan trọng, bởi vì mỗi một ngày quý vị là 30.000 ca những cái xe truck để chạy để giao dịch ở đó, thành ra chúng ta là một cái trung tâm để mà mậu dịch quốc tế chứ không riêng gì địa phương. Và đặc biệt chúng ta là có những cái xí nghiệp tourism về những vấn đề du khách, du lịch như là Disneyland, như là Knott's Berry Farm và tất cả các thứ đó, là cộng đồng chúng ta rất cần những cái công việc làm và phát triển về mặt du khách, tại vì đó là một cái sự đóng góp cho kinh tế của chúng ta. Và bà cũng là ủng hộ những chính sách mà bảo vệ cái địa phương của chúng ta, cũng như là vấn đề protection, về vấn đề security, về vấn đề an ninh, bà rất là quan tâm. Và cái kinh nghiệm của bà tại Quốc hội tiểu bang sẽ giúp cho bà rất nhiều hơn cả các ứng cử viên khác trong số 16, 17 người khác tranh cử trong chức vụ lần này. Thì bà sẽ có tên trong cái lá phiếu bầu cử tháng 6 này. Trong sơ bộ, quý vị sẽ thấy tới rất là nhiều tên trong đó. Quý vị sẽ lưu ý tên bà Dân Kim, người đã từng phục vụ chúng ta trong văn phòng của ông dân biểu liên bang Ed Royce, cũng như trong chức vụ dân biểu tiểu bang Assembly. Và bà Dân Kim mới vừa nói với quý vị về những kinh nghiệm và những quan điểm lập trường của bà giúp cho bà thắng lợi trong kỳ này. Xin quý vị lưu ý và xem trên và lá phiếu của quý vị. I want to get back to David as to some of the issues that Young spoke to. Obviously, you're a family man also, yep. And you have young children, and you're concerned about the education system. You're concerned about taxes, yep. Particularly, I think we had a talk earlier that you're a committed tax fighter. Of course. We're trying to hold down taxes. We're trying to get our children the best education. We're trying to protect our public schools and so on. Can you speak to that? Of course, yeah. So as of right now, we've got one of the highest gas taxes in the nation. Our state is one of the highest taxed of all of our residents. And so we've got to work on getting our taxes down, right? I mean, the best thing that we can do for our each and every citizen is to allow them to keep more money in their paychecks every single week. And at the same time, our education system, like we were discussing, is kind of backwards in a sense that we're sending every single one of our kids into college. And although college is an absolutely wonderful thing and it will benefit a lot of our students, and we should always strive
for higher education, but it's not necessarily beneficial to every single student. And over the last 20 years, we have systematically taken vocational studies out of our schools, trades, completely out of our schools. So it's raised multiple generations of children that are ill-prepared for everyday average jobs. And although education, higher education, is a wonderful thing, we need to bring back vocational studies and trades back into our schools so that we can prepare kids to being able to go into the business world directly out of high school. And so by taking out these trades, we've now facing an estimated shortfall of 2 million good, high-paying trade, skilled trade jobs. And so I think as a parent, it's almost our duty to push for bringing trades and vocational studies back to our education system so that our next generation is far more prepared for the business world and being able to fill these jobs. Vâng, ông David Clifford đã nói với quý vị những quan tâm của ông là một người cũng có vợ, có con trẻ trong hệ thống trường trại của chúng ta thì cần phải nâng cấp, cần phải bảo vệ những cái quyền lợi của các trường và đồng thời phải mang lại những cái chương trình dạy nghề, bởi vì nghề nghiệp rất ư là quan trọng. Tuy nhiên, dĩ nhiên là văn bằng cũng quan trọng, học lên những cái bằng cao học và tiến sĩ vân vân, nhưng mà ngành nghề để mà thực tế là có những công việc làm với những đồng lương có thể nuôi sống gia đình thì rất là quan trọng để có những cái chương trình giáo dục dạy nghề trong các nhà trường, và chúng ta cần phải mang lại những cái đó trong cấp high school để mà những thành phần trẻ trong cộng đồng chúng ta, nếu không thì học xa hơn thì cũng ít nhất cũng có học được các nghề và có thể hành nghề một cách mà không có bị thuế nhiều, cũng như ông là một cái người tax fighter chống lại những cái thuế mà chúng ta biết rằng sắp sửa chúng ta sẽ có bị những cái gas tax, những cái các thuế về tiêu dùng, về consumer, về sales tax, tất cả các thuế nó sẽ gây những cái khó khăn cho những cái gia đình trung lưu. Thì đó là những cái chính sách mà ông muốn tranh đấu để giúp cho chúng ta giữ thấp cái mức độ thuế, đầu tư lại cho vấn đề giáo dục và đặc biệt về vấn đề những ngành nghề vocation, không nhất thiết là phải có những cái bằng cao học mới có thể có được công việc làm tốt. Thank you, Dave, for that. Please again remind us what cities you represent so the audience can know when they, wherever they live, they will know to look for your name in those districts. Of course, yeah. So it's Long Beach, Los Alamitos, Rossmore, it's Cypress, it's Stanton. It's a good portion of Westminster, a good portion of Garden Grove. It's parts of Buena Park and a small portion of Lakewood, but then it's also Catalina Island. Vâng, thưa quý vị, đó là những thành phố mà ông David Clifford đại diện. Và nếu quý vị ở trong những thành phố đó, lần địa hạt 47, hiện nay đại diện bởi ông Alan Lowenthal, thì quý vị biết ông ấy cũng tái tranh cử, nhưng mà ông David Clifford sẽ là một khuôn mặt mới, đem nhiều triển vọng và nhiều mới mẻ cho địa hạt của chúng ta. Thì xin lưu ý, ông David Clifford cũng là một người trẻ nhưng có rất là đứng đắn và rất là dài dặn kinh nghiệm trong vấn đề business và trong những vấn đề mà liên quan với chính quyền. We would like to get back to you as somebody who is actually very familiar with us. Yes. We see you as one of us, and you've been in our community a lot. Can you tell us some Vietnamese electeds you've worked with and community events that you've been to? I feel like I am a friend of the Vietnamese American community, and I have so many friends that in this particular election cycle, I'm so honored to have so many friends who are supporting me that are elected officials, like Westminster Tree Tot Mayor Tyler Dipp, Dina Nguyen, Francis Nguyen. I'm just to name a few. I've been blessed to call them friends. And every year I have participated in TED parades. I even have three Audi dresses that I've personally purchased thanks to my friends, Francis, who took me to the one of the shops. We actually had it custom made for me. I really enjoy the different diverse cultural experiences. And I've participated more on the serious level on the April 29th April. Yes. It is so important to remember what's happened in our history and to continue to remember and then get the history right. If we don't get the history right, then we can't get the future right. And I've always stood side by side with my friends, with the Vietnamese American community in the fight for freedom and democracy. And I will continue to be that voice when I go to Washington, D.C., as I've done when I was working with Congressman Ed Roy side by side, who, by the way, has not only just endorsed me, but he truly believes that I can win this seat.
And he was very surprised when the pollings showed, I mean, he did his own polling to make sure that his former, you know, staff and former state assembly member and, you know, former whatever, it wasn't just the name that he just thought I would be the better person, but he actually saw the polling results. That has me at the top on every single one of the four or five public polls that are out there. And I'm very well liked. That's great. The pollsters were telling him, Young is very well liked and very well known. Why is that? Mm-hmm. And his response, which is my response too right now, is that that's because I've been committed. I've been consistently in and out, committed, yes, knowing the communities, and I always attend the events. So in the Vietnamese community especially, it has been a tremendous honor to have so many friends that I can say, my friends. Yes. And I'm going to be the friend of the Vietnamese American community, and we're going to fight until Vietnam is free of oppression. Thank you, Ms. Kim. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về kinh nghiệm của bà với cộng đồng người Việt chúng ta, thì hàng năm bà vẫn đi những cái chương trình của chúng ta như là Tết Parade diễn hành, và bà cũng rất là đẹp trong chiếc áo dài Việt Nam mà bà với bà Frances Nguyễn là rất là thân quen, tức là ủy viên giáo dục của Westminster chúng ta, hiện nay cũng là ứng cử viên Hội đồng thành phố Westminster. Bà cũng thân quen với bà Dina Nguyễn, rất là thân với ông thị trưởng Trí Tạ Tyler Diệp ở Westminster chúng ta. Và bà luôn luôn lúc nào cũng sát cánh với những dân cử chúng ta cũng như những cử tri người Việt chúng ta như là một thành viên của cộng đồng chúng ta, và tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Luôn luôn bà đã đồng hành với ông dân biểu liên bang Ed Royce trong bao nhiêu năm ông đã tranh đấu với cộng đồng chúng ta cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và bà sẽ tiếp tục truyền thống đó cũng như là tiếp tục đại diện tiếng nói chúng ta như là một người thân quen, và bà sẽ cố gắng làm tất cả những gì trong cái khả năng của bà có để bảo vệ quyền lợi chúng ta. Anything else, last things you want to add? Actually, what I wanted to tell you was, I think I'm uniquely qualified to talk about the Vietnam issues, because in 2000, I accompanied the members of United States Congress on a congressional delegation, and we went to Vietnam. I had the privilege and the honor of meeting with the Venerable Thich Quang Do and Venerable Lo Quang Liam. Those are human rights fighters. They're under house arrest. We had gone through tremendous obstacles to arrange that meeting. And it was that meeting, Venerable Thich Quang Do telling me, Congressman Royce and other members of our U.S. delegation, why we need to be the voice of the voiceless, because they cannot fight for freedom inside because of the oppression. You cannot even get out of your house without the fear of accidentally being hit by an automobile or bicycle or motorcycle and disguise it as an accident. I mean, there are so many things going on. I come back and I meet with my friends who are the human rights fighters. I won't name them for protection of their identity, but they are the ones who are educating me. They are the ones who are educating the members of Congress about what is going on inside Vietnam. We are fighting constantly. I have a picture that I've taken with Venerable Thich Quang Do. I take that preciously in my heart as a reminder that Vietnamese are fighting for freedom. Vietnamese Americans are fighting for freedom. So I will stand with you until that day that we can call Vietnam free Vietnam. Thank you, Ms. Kim. Thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh hôm nay phỏng vấn bà Young Kim cũng như ông David Clifford. Bà đã từng về Việt Nam trong một cái chuyến công du ngoại giao với ông dân biểu liên bang Ed Royce năm 2000. Về đó đã gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng như là ông Lê Quang Liêm, những lãnh đạo tôn giáo của chúng ta đang bị giam cầm tại nhà, cũng như là bị nhiều sự đe dọa nguy hiểm tới tính mạng, và chúng ta phải tranh đấu cho họ, và cũng như những người khác chúng ta không nêu hết tên ở đây, bởi vì giữ cái sự an toàn cho họ. Nhưng mà bà Dân Kim lúc nào cũng có hình của bà ấy với Hòa Thượng Thích Quảng Độ và những nhà đấu tranh khác tiếp tục làm việc tại Hoa Kỳ ở đây, để cho tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và cho đến khi nào Việt Nam mình có một cái sự tự do thật sự và
Một điều bà mới nói lên hồi nãy là chúng tôi nghĩ rất quan trọng trong cái dịp vừa rồi, như 30 tháng 4, bà luôn luôn tưởng nhớ như chúng ta tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, và bà không quên rằng chúng ta phải nhớ về lịch sử. Chúng ta không thể nào sai với lịch sử nếu chúng ta muốn đúng với tương lai. Thì đó là một cái câu nói bất hủ của bà Giang Kim. Last words, David? Other than the fact that my name is David, I'm just running for Congress, but I grew up in Long Beach my entire life, and I've had the unique experience of not only growing up within Vietnamese community, the Cambodian community, the Filipino community, the Samoan community. Mm-hmm. I've grew up and have lifelong friends that are within this community, and I've sat at tables and ate dinner with many of these families and even spent the night at lots of them. And I mean, hearing the stories that they tell me, even when I was growing up, you can read books, you can watch movies, I mean, but there's nothing that's going to compare to hearing the personal stories of a woman who strapped her infant child to her back and left on foot, leaving a place like Saigon after the fall of the South Vietnamese army. And so it is a very unique situation growing up and having these close relationships with these family friends, and knowing that when we went to the Black April event of the Vietnamese community of Southern California, my good friend Coy Vo held, and hearing the same stories, it just ignites that same feeling that you are always going to fight to help the freedom for almost every single person across this country, because, or even over the world, I mean. And so for myself, I would always stand and with the Vietnamese community and every community to be able to fight communism and the oppression of governments that are overbearing to the individuals, especially like in Vietnam, where you have prisoners of conscience who are being locked inside their homes just based off of the things that they say. And as Yen Kim was saying, it's, I will always stand next to the Vietnamese community and have the absolute honor of fighting with you guys and securing the freedom here as well as abroad in your home communities. Chúng tôi xin lược lại những điều mà ông David Clifford đã nói. Ông có rất nhiều những người thân quen, những người bạn bè trong cộng đồng người Cambodian cũng như trong người Việt chúng ta. Ông đã từng đến với gia đình họ, chung sống với họ và làm việc thường xuyên với những người trong cộng đồng chúng ta. Ông rất là hiểu những vấn đề của người tị nạn chúng ta. Ông đã nghe về những cái câu chuyện của những người tị nạn sau 75 phải vượt biên, phải rất là vất vả đến một cái xứ tự do và tiếp tục tranh đấu chống lại những chế độ độc tài, chống lại những sự vi phạm nhân quyền. Và ông hứa rằng sẽ là một người bạn đồng hành với chúng ta trong tất cả những mục tiêu đó, cũng như là trong những cái quyền lợi mà chúng ta đang tranh đấu hàng ngày trong cộng đồng chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông David Clifford, D-A-V-I-D, Clifford, C-L-I-F-F-O-R, David Clifford, và bà Young Kim, Young cũng là trẻ, Y-O-U-N-G, means young. Trẻ in Vietnamese means young, Kim, Young Kim, very familiar. You will see your signs, and you will be walking precincts and going to our events, and we're happy to welcome you in our community, and always look forward to your service, and your voice will represent us. I want to remind one last thing that I didn't translate from Young's statement. Khi mà bà Young Kim đi về Việt Nam, bà gặp những người mà bị đàn áp, nhất là những nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo, thì bà ấy đã hứa là sẽ là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Thì đó là cái điều bà tiếp tục hy vọng mang tiếng nói cho cộng đồng chúng ta. I want to remind that we have a lot of voiceless people, right. and to give voice to them, that is what we look to you for, and you have been doing that, and we thank you for your service, as well as we look forward to your continued service, whether in elected in one capacity or another. We're very much appreciative, and thank you for coming on the show. Thank you for having me. Vâng, cảm ơn quý vị, và chúng tôi sẽ hy vọng sẽ trở lại với quý vị trong nhiều chương trình bổ ích khác, giới thiệu thêm những vấn đề trong cộng đồng cũng như các nhân vật để chúng ta làm quen và để ta tìm hiểu thêm về những người đại diện chúng ta trong địa phương và xa hơn. Xin kính chào quý vị trong chương trình Việt Face của chúng ta.
Xin giới thiệu chương trình mới Việt Face của chúng ta. Chương trình phân tích và nhận định với tiến sĩ Đỗ Vinh, mang lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Quý vị nhớ đón xem vào mỗi tối thứ sáu, chỉ có trên đài Việt Face TV. Quý vị nào muốn bảo trợ chương trình hoặc quảng cáo trên Việt Face TV, xin gọi 714-864-7988 hoặc email info@vietfacetv.com.